Qua mình chơi với em ơi. Anh nha. Tắm mình mà đi thi là mình hay tắm chim sớm. Mai đi chiến đấu. Đang căng căng lòng cho con S17. Cái này cái lồng của S17 mà cái lồng chờ ấy nè, mà không phải là lồng VIP gì cả, nhưng mà chim hợp lồng nào thì mình để lồng đấy, mình không có đổi lồng. Lồng chờ nhưng mà lấy ô tô. Căn cước để chuẩn bị đi chiến đấu. Cước này mình cắm đứt thành thì cá nó cắm đứt rồi. Mình căng trong cái mình nói chuyện anh em nhé.
rồi anh em ạ. Một cây lồng chờ, cái này chắc tầm, nếu như trị giá cái này chắc khoảng mấy trăm ngàn. Xong giờ nó chuyển em nhà, chào anh em nha. Mày nguyên mấy con này là con nào mai cũng đi được hết, nhưng mà chưa biết cho con nào đi, con nào ở nhà thôi. 2, 4, 6, 7 con chim này con nào cũng có thể đi dạy xe được hết nha, con nào cũng có thể chinh chiến dạy xe được, nhưng mà chưa biết cho con nào đi, con nào ở nhà. Còn hôm nay con đấu đâu cả em ạ. Anh này tắm cái nào anh tắm sớm em ạ. Tầm 8 giờ là anh cho tắm. Tắm còn đi làm nữa chứ. Em biết sao anh hôm nay anh tắm anh không che không? Để lỡ ngày mai mà hai con chim em vào chung kết thì anh sẽ lấy nhất nhì luôn. Nó biết chim mà, để cho nó biết mặt. Khi mà nó tắm rồi là mình dỡ tấm che ra. Tắm đã không? Tắm quá phê luôn. Quái thú là anh em. Đấy, quái thú là. S17 nè. S17 bơi như vịt. Nhà anh chưa xong sao ghép được em? Nhà làm gỗ, làm đá, nó máy nó mầm vậy. Xong nhà đã. Xong nhà là vào mùa sinh sản luôn là đẹp. Có con máy VIP rồi. Rồi mua con máy 4 triệu. Mai cho nó đi kiếm xe. Mai dạy 10 xe em ạ. S15. Chào anh Phát nha, anh Duy nha. Mai mốt em tên nhà nhớ đi vào với lép với anh em Quy Nhơn vào chơi anh. Tầm tháng hơn tháng nữa là em tên gia nhà rồi. Trong này nắng mà Nguyễn Quang ơi. Nên là mình tắm giờ nào sẽ được. Nói chung tắm chim thì không quan trọng giờ nào phải tắm đâu anh em ạ. Tắm sớm tắm giờ nào cũng được, nhưng mà cái giấc ngủ con chim mới là quan trọng thôi. Anh em mà cứ cho chim đi ngủ đúng giờ là ok, còn tắm thì không quan trọng lắm.
con nào tắm một sướng. Tắm như vịt. Dạy còi bưu vậy. Tắm sớm mai còn đi giao lưu em ạ. Đến trưa là phải đi rồi. Trưa mình cho chim lên xe mình đi rồi. Con chưa tắm để phun nước cho nó em. Em chỉ có khoảng 16 sen thôi em ạ. Mã lực. Đấy. Sai mà chạy có tóc chạy 3-4 tiếng ấy. Thằng Huy nó vọng 12 hả? Chào anh em nhé, anh em chia sẻ cho Hiệp like đi. Chưa biết là Toàn ơi, anh có khi đi 2, có khi đi 3. Tài cồi không đủ vé nên mình ủng hộ mà. Thi ở cồi bưu ấy. Vẫn thể hiện được bản lĩnh xử lý đòn. Lâu lâu anh mới cho nhìn nhau lần thôi em ạ. Ví dụ mai thi là hôm nay anh tắm cho nhìn nhau nè. Là ngày mai mà hai chim nhà mình mà vào chung kết thì anh em biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. À, anh em nhìn quả thú không? Còn lực lượng bồ lông này. Đây là một quả thú đây. Đây là một quả thú đây anh em. Con này nó ăn hoa quả ít lắm à. Anh em nhìn chuối mà nó ăn có tí là thôi à. Nên là cứ 2 ngày mình dùng cho quả miếng chuối thì nó ăn có tí à. Đây lòng quay thú đây. Sao nó zoom lên chà bá dưới ra. Đây. Hôm qua đắng mà liệt hôm qua tắm mà rớt còn lông dằn à. Đúng hôm qua là mình tắm nhưng mà hôm nay mình mới tắm à. Đây. Hát sắc tổ. Đã phơi con bội hút mật nằm đây nè. Này bội. Bội mã đà. S17 đen nè. Đây. Bội S17. Con bội sáng này chém ghê thật. Đây S17 nè. Bên kia là Long Nhi nè. Đó. Đây Long Nhi nè. Riêng Long Nhi mà đi thi ai cũng phải tầm trồ cái ngoài hình và cái bồ lông và cái bồ của nó đẹp lắm. Đấu nó cụp cái đuôi xuống nó dài cái găng tay ấy. Ôi em vô trong đồi em ấy. Đồi em nhiều lắm.
trong đồi cám em trong Đồng Nai này thiếu vèo gì chim. Đâu hút mật anh chơi 4 phải 4 5 năm đây rồi chứ. Chẳng qua là chưa ai thi thì không có thi thì mình nuôi ngay hót rồi thôi, chứ còn hút mật thì mình đây một trong những người chơi tiên phong của Đồng Nai luôn ấy. Các bạn cứ hỏi Cám Lê Thìn là biết mình chơi hút mật từ năm bao nhiêu. Nhưng mà còn nói về thi hút mật thì thằng nào bằng thằng nào thôi, tại vì hút mật nó mới được hai thi 2 tháng nay thì kinh nghiệm mà chơi nuôi ngay hót thì nhiều, mà còn kinh nghiệm đi thi thì thằng nào bằng thằng nào thôi, thì mới 2 năm này thôi, nên là nó mà cầm hút mật mà đi thi thì đừng bảo thằng nào giỏi hơn thằng nào, bằng nhau cả, thằng nào mới chơi 2 năm đúng không. Còn ví dụ như thi cầu màu thì thằng chơi trước thằng chơi sau, còn hút mật thì mới diễn ra 2 tháng thì giờ thằng nào đi thi bằng nhau cả. Anh em nhìn bộ lông ba thú đẹp không, như một con chim rừng. Thì mỗi cặp chân nó già quá, nó cùn cái chân quá rồi. Anh em nhìn móng của nó quéo quắp hết. Tí là bóc xăm em ạ. Trần Đình Duy tên hả? Tên là bốc xăm thôi, bây giờ chẳng biết đi con nào. Cái con mà mình muốn đi thì thấy nó không hót mấy, cái con mình không muốn đi thì nó lại làm sùm, bây giờ không biết đi con nào lại con nào. Như một bồ lông rừng anh em ạ. À, như ma lực nè, ma lực thì chủ cổ bảo là khi nào nuôi mà nó phải bẹ lông đuôi cơ mới đi được, mà bây giờ thì cũng thấy căng lắm mà chưa bẹ lông đuôi chưa dám cho đi. Đấy. Chủ cổ bảo cứ con này là năm nào cũng vậy, cứ phải bẹ lông đuôi mới đi được. Đấy. Trời ơi, hút mặt chém dưới nhà kìa. Nên là năm nay chưa bẹ đuôi chưa dám cho đi. Đấy, anh em nhìn nó đuôi cả đấy bại chứ được, bộ lông như chim rừng đít đỏ au này. Con nào tắm đã. Chú cô bảo vậy, Lâm thầy bảo là phải bẻ một cái lông đuôi ở giữa thì mới thi được, chưa thấy bẻ. Căng lắm. Tắm mới về chứ treo ra một phơi là ché chét ghê lắm. Cái hồng nó cũng vàng luôn rồi. Hồng vàng khe rồi. Em ơi. Vợ đâu rồi, kêu đem hút mặt chén lên phơi. Lại gần quay anh em xem. Anh em nhìn nè, đây anh em nhìn cặp chân nó nè. Chân móng nó queo queo quắp quắp này. Đứng lại con. Đấy, nhìn chân cẳng này. Chân cẳng như vậy mà sao mà vẫn nhảy. Quái thú khoảng mười mấy mùa rồi. Còn anh em nhìn con này là anh em ghiền, bộ đạo anh em nhìn con này ngoài đời là chỉ có ghiền. Một con chim mà mình sở hữu có là đẹp nhất, có cái bộ đẹp nhất từ khi mình nuôi chim đến giờ, không có con nào đẹp qua con này. Nó đẹp từ cái mặt đấy cho cái ướm này. Mùa này mùa thứ hai thôi đó, nhìn cặp chân này đến thui. Nếu con này thì trùng nhát long nhi đấy. Đây, F17 đây em. Hoàn húp. Đấy.
H17 đây. Đẹp lắm. Quay ra ngoài nắng là vậy chứ anh em mình nhìn nó y chim rừng, không khác cái chim rừng một tí. S17 cũng mùa thứ 3. Năm ngoái mình mua là mùa thứ 2. Mùa là mùa thứ 3. Con này ngày xưa là đặt con thích là chơi. À con khó tính. Con này ngày xưa ở chỗ cũ đặt là con khó tính nha. Nó thích nó chơi, nó thích nó không chơi. Phải hiểu nó thì nó mới chơi, còn không hiểu nó là nó không chơi. Đây là mình mua về, lúc đầu mình mua về nó cũng không chơi anh em ạ. Mà anh em ra dàn cà phê nó không chơi luôn. Đưa ra dàn cà phê nó không chơi. Mà nghĩ sao một con chim thi giải xe máy rồi mà đã từng vô chung kết giải vé 5 triệu rồi mà đi giật cà phê nó không chơi. Cứ treo lên là nó tắm khô. Không là nó sụp màu, nó đứng nó không chơi. Con này trên con này giờ mà đi giật cà phê là phải hiểu ý nó mới chơi, còn đi giật cà phê là không chơi mà đi thi là chơi. Mấy con chim ngủ lắm anh em. Ngủ tặc. Còn con này bằng con chim sẻ thôi nhá. Mình mua 104 triệu luôn con này. Bằng con chim sẻ thôi. Nhưng mà rất là dữ chim, canh mồi đối thủ. Đấy, thấy chưa? Đủ lao lên bật lên. Nó canh mồi đối thủ. Bé bằng con chim sẻ à, anh em nhìn nè, những cái bốt chân nó nè. Mình chân lột nữa. Cái bà này không có lột. Làm một gửi ra cho thằng em mà quên chơi. Quỷ quái mà đi phát lấy cái nhì rồi. Đây còn con ma lực này thì cũng nhát. Đây quay ma lực cho anh em xem. Ma lực. Đó. Ma lực đây. Chân cẳng cũng rất là đẹp. Chân cẳng ma lực cũng rất là đẹp nha. Con ma lực này chắc tầm 5 mùa gì vậy. Chân rất là đẹp. Trong nhà mình giờ con này là con ác chiến này. Con S15 này nè. Đánh cho đủ. Đôi bàn bệ đầu hết luôn. Con này là mình nuôi từ con mọc lên. Con này mình mua từ con mọc lên. Năm nay cũng mùa thứ 3. Con này là khi mua là nó đã già lắm rồi. Già ngoài rừng mà chân nó lên móc luôn rồi. Nó nhát. Mua về không hót không chơi. Sau này bỏ trong AV nuôi không được. Chán muốn thả luôn. Thả tiếc. Tại vì nó đẹp quá. Thả trong AV nó thay lông ra. Bắt đầu nghe nó ché trong AV. Bắt ra đó là. Bắt ra không chơi. Bắt ra kè chim không chơi. Đến khi mà vứt cái đó là đi nhậu về. Thấy nó cứ chạy nó ché. Thế là móc chim gần nó cái là nó chơi. Hôm sau mang đi giật cà phê chơi hay đi thi giải tuần. Đi lấy mấy cái chung kết giải tuần. Bắt đầu qua sự nghiệp thi đấu đỉnh cao luôn. Nói chung cái con này mà để đi chơi nhân. Con này vắt trong AV 4-5 tháng xong cái là ra đi chơi luôn. Trước mua là lông đuôi nó cụt hết. Nó không phải cụt mà nó toe. Nó bỏ trong cái lồng sắt ấy. Nó toe còn mà mặt thì nó trầy hết. Mặt nó tung quá nó trầy hết lên. Giờ thì nó là một chiến tướng này là ô tô chưa dám nói nha, xe máy đi thì chưa bao giờ trượt. Năm nay Thầy Long hai phát rồi. Đi hai phát xe máy là chung kết hết. Vấn đề là em ma lực này nè. Em ma lực này là mình mua về nhưng mà chưa chơi được một trận nào luôn. Nếu anh em ngoài Bắc thì biết con ma lực này rồi. Với mình thì mình thực sự chưa thấy nó thi một trận nào luôn. Mua con này là mua nghe kệ thôi nè. Mua nghe kệ bảo một tuần đến ba tuần mà lực tốt mua. Còn nó con này mà chưa bao giờ thấy. Con này mua chưa bao giờ thấy nó thi luôn nha. Cũng chưa hiểu được nó như thế nào luôn để mà đi thi nào. Chủ cụ thì bảo phải bẻ đuôi mới đi được.
về mình thì nó chưa chịu bẻ. Thái long xong ra lực cũng được ở lồng lực mà xong rồi giờ ra đây cũng được hơn tuần rồi, ra khỏi lực hơn tuần rồi mà trái chắc ghê lắm mà chưa thấy bẻ đuôi gì cả. Anh em nhìn bộ lông, con này bộ lông cực kỳ dài nhá, bộ lông dài lắm nhưng mà nó rất là gòn, nó không có bị phè. Mà giờ đang ngồi chờ bẻ đuôi chưa thấy bẻ đuôi. Đây gà tre Nam Định nè, gà tre Nam Định sắp tới đây mà có dạy nào là cho gà tre Nam Định một vé đi dạy xe thử. Nếu mà thể hiện cứ sắp tới đây mà những dạy xe mà cứ con nào mà cứ thể hiện chung kết đều là con đó được tham dự giải ô tô. Còn mà chú cô bảo phải bẻ đuôi phải bẻ không đuôi mới đi được, chưa thấy bẻ nên là ý người ta bảo là con chim này là khi nào mà nó mà đủ lựa đi thi được là nó phải bẻ cái lông đuôi, nó phải vuốt một sợi lông đuôi thì mới thi được, mà mình nuôi hoài chưa thấy vuốt. Quay thú vẫn là đại ca. Trời ơi nó chém. Cứ dạy nào thơm là đi hết. Quay thú vẫn là cục cưng nhất nhà. Này con bội này được tầm 2-3 tháng này. Con là bậy trong bã đá ngoài rừng chơi kinh lắm. Con bội này ngoài rừng chém làm ghê lắm. Bật mạ đang trên sưởng em ạ. Làm gì có phân trắng, ống trắng đâu ra em. Em nhìn đâu ra mà em thấy được ống trắng hay vậy. Làm gì có cái ống trắng nào. Sân bốp em dùng lên 100% hạt trên trường em vào lửa cực kỳ tốt luôn em ạ. Nhất là anh em nào mình bắt mùa này một lần anh em cứ dùng 100% hạt trên trường vẫn cho đẹp. Làm như đẹp với bạn. Ôi cái đít đỏ au luôn. Chỗ má đỏ nó làm gì có còn lông trắng nào em. Em nhìn cái bóng và cái inox ấy. Chào Ninh Văn Toàn nha. Chào hộ đầm nha. Cầm cáp ok bây giờ mới cắt đu đủ ra cho ăn nè. Kiểu vừa đem đu đủ lên nè. Mai thì là hôm nay mình cho ăn đu đủ anh em nhé. Em ơi. Em ơi. Ủa đu đủ ăn đâu? Đem chiến tướng hút mật lên trên phơi. Đây mà nó cũng đại ca hút mật anh em ạ.
đây cho anh em xem. Đấy, mình chăm hạt sắc tố này, chuối đu đủ này, thấy không? Huy Tông đi Văn Thiết không? Huy Tông đi Văn Thiết chơi không? Trưa này xuống đi bên. Ôi chào anh em nhé, để mình cho chim vào đã, tắm xong hết rồi. Chào anh em nhé, tí nữa mình tắm xong mình phơi thì mình like bên TikTok anh em nhé, anh em qua TikTok.